à, cái lọc ngang á ha, thì cái rõ rệt mà em nhìn thấy như lúc nãy em nói cô là cái mà mình bị nhiễm khuẩn là mình thấy được rõ ràng, tức ăn sạch và không sạch. Điều hôm đó một tháng cũng ăn lung tung lan tan luôn, nhưng mà về đây trời đất ơi, ăn kè phố nó có mấy ngày thôi là cái bụng làm cho không chịu được, đau bụng mà đi cầu mà nó kiệt cục á, cái chuyện ra hay quá, trường gan hay quá, tiêu chảy là trường gan. Bây giờ em có một số bệnh nhân mà trường gan thì khỏi nói rồi, trường gan là ngủ rất ngon, nó mới nhớ nữa. À, lúc nào cũng ngủ ngon, ngủ sâu hết trơn á. Cho dù bữa nào là cũng ngủ ngon, ngủ sâu. Cái mà phải nói là nãy giờ học cái đau vai á, nếu mà hồi đó mà mãi là phải giơ tay xin làm rồi. Tại vì cái vai đau ghê lắm, cô nhớ cái bài học mà lúc mới học cảm xạ không? Trời ơi, nhờ rung động thư giãn á, nhờ anh Tuấn đem đồ theo, anh Tuấn nói ý quên rồi đó. Cái rồi cái rung động thư giãn, sau cái đợt đó về nghe nó bớt hẳn luôn. Cái xong cái mình trường gan, thời gian mình cũng nghe có hồi nó đau lại, có hồi nó không đau, quên bẵng luôn, tới bây giờ là không có đau gì, mấy tháng rồi nay không biết đau cái vai là cái gì hết. À, mà hồi đó thì phải nói nó đau mạnh tính, nó đau mà không nhấc lên được, mỗi lần đi không đa là phải giày nè, không giày thì nó mỏi quá không chịu được, rồi về không làm được. Nói chung cái vai phải này mỗi lần anh muốn thì em bỏ hẳn luôn, không bấm. Bởi vì mỗi lần mà em nghĩ là ai em bấm cho một người thì tôi là về là em sẽ đi ngay, không có làm được, nghe qua bỏ hẳn. Nhưng mà thấy không nhãn là ngộ hết rồi, là không hay. À, khi mình trường gan á là trời ơi đâu có tập thể dục, trời ơi cái người này lười biếng thể dục lắm, nhưng mà chỉ qua chẳng qua là trường gan nó kiên trì, tháng này qua tháng kia nó săn lại thôi, là chỉ nó săn lại thôi. Chứ cái bụng thì rõ ràng, nếu mà quay cái bài học mà ngày xưa đó, cái bài học đầu tiên mà học cảm xạ thì sẽ thấy cái bụng mấy lớp luôn, ta bụng tiết thực rồi bụng vẫn to, mặc dù xuống tâm nhưng mà bụng vẫn to. À, trường gan mà nếu như mà ai mà tập thể dục mà trường gan thì nó lại càng săn nhanh nữa. Ở đây là cũng lâu mấy tháng rồi cô mới gặp lại là cô thấy hẳn luôn, khác hẳn luôn, da sáng, da sáng rạng rỡ luôn á. Là cái bụng này em thấy là ngon nhất của em. Thế đó. Hôm trước là làm được cái bụng như này, hôm trước chị mặc là chị phải mặc cái áo sơ mi. Đúng rồi dạ. Không mặc được. Trường gan là con lâu. Dạ, từ ngoài học trường cũng khỏe lâu đó. Mà thấy rõ ràng đó là mình không có biết mình ra sao, nhưng mà nghe mọi người lâu ngày gặp lại thì có khen là da bữa nay là tốt lắm, sáng lắm, vừa sáng và vừa cái lỗ chân lông nó không to hơn ngày xưa. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em, khỏe bên trong đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.